Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube. Ngày nay tôi xin giới thiệu một axit rất quan trọng trong môn hóa, đó chính là axit sulfuric. Tôi sẽ giới thiệu axit sulfuric và cách pha chế pha loãng axit sulfuric đậm đặc thành dung dịch axit loãng. Và các bạn nhớ, axit sulfuric đậm đặc rất là nguy hiểm, và khi chúng ta pha chế chúng ta phải nắm nguyên tắc pha chế và làm một cách cẩn thận, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm. Đây chính là axit sulfuric. Thì để pha chế axit thì các bạn luôn luôn nhớ một nguyên tắc là chúng ta phải cho axit từ từ vào nước, hay nói đúng hơn là chúng ta lấy nước trước rồi chúng ta mới cho axit vào, và nhớ là chúng ta không làm ngược lại. Lúc nào cũng vậy, khi qua loãng cái axit chúng ta đều phải lấy nước trước rồi mới cho axit từ từ vào và khuấy đều. Đối với axit sulfuric thì khi mà hòa tan vào nước, phản ứng tỏ ra nhiệt rất là nóng, vẫn tỏ nhiệt. Và khi mà chúng ta làm không cẩn thận thì chúng ta làm ngược lại quy trình, có nghĩa là chúng ta lấy nước chúng ta cho vào axit đó, thì có thể nhiệt độ nó tăng cao, nó sẽ làm dung dịch, làm cái không khí nó nổ và giăng bắn axit lên, gây vải dùng chúng ta rất nguy hiểm, đặc biệt là đôi mắt chúng ta rất là nguy hiểm. Theo đó chúng ta nên nhớ rất kỹ, đó là khi pha loãng cái axit chúng ta phải cho axit từ từ vào nước chứ không được làm ngược lại. Đầu tiên tôi sẽ lấy nước. Chúng ta nên nhớ là chúng ta luôn luôn lấy nước nhiều hơn axit để cho cái nồng độ axit nó lỏng ra, chúng ta đang pha lỏng axit mà. Rồi đây là nước của chúng ta. Bây giờ đây chúng ta sẽ lấy dùng một cái cốc nhỏ hơn để lấy axit sulfuric ra. Bạn nên nhớ axit này là axit sulfuric đậm đặc, và chúng ta thao tác phải cẩn thận. Axit này khi bắn vào người rất nguy hiểm các bạn. H24 nó tỏ nhiều nhiệt khi gặp nước, nhưng được một cái đặc điểm là nó không bay hơi giống như thằng hắc sinh là. Đó, chúng ta phải lượng ít vậy thôi. Rồi các bạn dùng đũa thủy tinh, chúng ta cho nhẹ nhẹ axit vô cho từ từ các bạn. Và cho từ từ vô. Và các bạn khuấy đều, chúng ta cho từ từ và chúng ta khuấy đều. Cho từ từ chúng ta khuấy đều. Chúng ta không cho úp vô nha, chúng ta không góp nhanh vô. Chúng ta cho từ từ chúng ta khuấy đều để cho nó lỏng axit ra, nó làm giảm bớt độ nóng của axit. Và tôi xin nhắc lại là khi pha lỏng 24 đặc đậm đặc nó rất nguy hiểm các bạn. Bạn làm rất căng thẳng. Chúng ta kiểm tra cái cốc, hồi cái cốc sẽ nóng lên. Các bạn sẽ thấy nó rất là nóng. Chúng ta làm từ từ chậm rãi nha, không cần phải quá nóng vội. Pha loãng H24 đậm đặc là một việc rất nguy hiểm, người ta làm phải hại. Khuyến cáo là các bạn không nên làm ở nhà hàng nhé, các bạn nào không nắm gần thì không nên làm ở nhà. Chúng ta vào cái cốc, coi cái cốc có nóng chưa. Bạn thấy axit vào nó sẽ khởi phản ứng với nước và nó tỏ rất là nhiều nhiệt. Vâng,
Rồi bây giờ chúng ta các bạn thấy là khi hòa tan H2O4 vào nước, nhiệt độ nó sẽ tăng lên như nào? Chúng ta nhìn cái nhiệt kế nha. Nhiệt kế đang là 30 độ nè. Giờ tôi sẽ để thử như đây. Các bạn sẽ thấy nhiệt kế nó tăng lên chưa? Các bạn thấy nhiệt kế nó đã tăng lên thành 40 độ, thấy chưa? Hồi nãy chỉ là 30 độ, bây giờ tăng lên 40 độ và lên 4 mấy độ rồi. Và cái cốc của mình lúc này nó rất là nóng ha, rất là nóng. Bởi vì phản ứng này là phản ứng tỏa nhiệt. Đó, các bạn thấy. Tôi sẽ lấy cái nhiệt kế này tôi để ra ngoài thì các bạn sẽ thấy nhiệt độ nó sẽ trở về lại bình thường thôi. Chút tôi sẽ cho các bạn coi. Bây giờ tôi sẽ pha cho hết cái thằng H2O4 lỏng này luôn. H2O4 lần lạnh tôi pha hết luôn vào đây. Khi xong tôi sẽ tiến hành góp vào cái tam giác ha. Tiến hành dán nhãn. Rồi, như là chúng ta đã được axit sulfuric lỏng để làm tiên nghiệm. Rồi, video này hết ha. Xin gặp lại bạn video khác. Và các bạn thấy là cái nhiệt độ, nhiệt kế bắt đầu nó giảm xuống rồi nè. Tôi để ra ngoài bắt đầu nó giảm xuống rồi nè.